Chào các bạn. Hôm nay Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về vị thuốc hoa tiêu. Hãy nhấn nút bên dưới để đăng ký kênh của chúng tôi để nghe thêm về những vị thuốc mới nhé. Hoa tiêu, một vị thuốc có vị cay, nóng, có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời như đau bụng, giảm đau, tiêu chảy, nôn. Bên cạnh đó, người tứ xuyên còn dùng bột hoa tiêu để làm gia vị cho các món nước sốt cực kỳ nổi tiếng. Để hiểu hơn về hoa tiêu, mời bạn theo dõi video sau đây. Hoa tiêu còn được gọi là xuyên tiêu, son tiêu, hoàng lục. Cây hoa tiêu thường mọc hoang ở vùng có khí hậu nhiệt đới. Ở Việt Nam, hoa tiêu được tìm thấy ở vùng Trung Du, đặc biệt thấy nhiều ở các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn và Vĩnh Phúc. Dọc miền Trung thì có Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk. Bộ phận dùng rễ, cành, lá, vỏ thân và vỏ quả. Theo kinh nghiệm Việt Nam, dùng cả quả, vỏ và hộp, sau qua thấy thơm, ướp mặt là được. Quả dùng dạng hút sắc hoặc hút bột. Công dụng của hoa tiêu. Hoa tiêu có vị cay, hơi đắng, tính ôn và có mùi thơm. Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, đau lưng, tê thấp, đau răng, chàm, viêm da, ngứa nóng ngoài da, ức chế tụ cầu vàng, trực khuẩn lỵ, thương hàn và một số bệnh ngoài da. Cách sử dụng hoa tiêu hiệu quả. Bài thuốc về hoa tiêu. Bài thuốc hỗ trợ điều trị vào tháng hè, cảm hàn thấp, tiêu chảy không ngừng. Hoa tiêu 40g, nhục đậu khấu 20g, đem tất cả các vị tán bột trộn với bột gạo hồ làm hoàng, ngày uống 12-16g với nước cơm. Bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng trung tiêu, hư hèn, bụng đau, nôn. Hoa tiêu, can khương, nhân sâm, sắc nước bỏ bã, da đường vàng uống nóng. Bài thuốc hỗ trợ điều trị hư lao, gối lạnh, liệt dương, tay chân mỏi. Hoa tiêu, nhục thông dung, phụ tử, xà thàn tử, tục hoạn, mỗi vị 40g, lọc nhung 80g, ngô tất 60g, phòng phong, quế tâm, viện trí, mỗi vị 1,2g, thỏ ti tử 80g. Tất cả các vị đem tán bột trộn với mật làm hoàng to bằng hạt ngô, mỗi lần uống 30 viên với rượu ấm. Để hiểu thêm về hoa tiêu cũng như các dược liệu khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình, ở phần xem thêm. Trên màn hình là sản phẩm hoa tiêu, trên bao bì còn có hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn quan tâm sản phẩm có thể gọi ngay hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video này, nếu thấy hay, bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để xem nhiều video khác bổ ích hơn nhé.